Cuộc đời tôi nó sắp xếp rất là tình cờ. Nhưng đến bây giờ, nghĩ lại những thứ đã qua, tôi thấy may mắn biết ơn. Vì tôi có cái trải nghiệm rất sâu sắc trong nghề bán hàng. Nên tôi rèn luyện cho mình một cái kỹ năng gây ảnh hưởng, kỹ năng lãnh đạo và rất nhiều cái kỹ năng mềm quan trọng mà chỉ có cái nghề bán hàng. Ngoài cái việc nó đem lại cho các bạn thu nhập cao, tôi kể vắn tắt thế này để các bạn hiểu cái hành trình của tôi. 22 tuổi là tôi bắt đầu đầu quân cho một công ty tiếp thị. Và các bạn đi làm biết tiếp thị đường phố công việc nó vất vả thế nào. Cái thùng nhựa to phía sau xe máy này nè. Xong người ta phát cho mình bản đồ một cái quận. Việc của mình là phụ trách cái quận đấy. Nó có khoảng 300-400 điểm bán. Và việc của mình là đi xuống tận nơi, gặp những cái chủ cửa hàng, đại lý tạp hóa ấy, thuyết phục họ nhập hàng hóa công ty để về bán lẻ. Có anh chị nào đã từng làm dân thị trường giống như tôi vừa kể nhé? À đấy, đấy, dân sale đấy, sale chuyên nghiệp đấy. Nên là những ai là dân sale chuyên nghiệp thì phải kể lại các bạn kỷ niệm. Là các bạn có nhớ quy tắc bàn tay phải của dân sale không? Là có một cái ô vuông này, cứ đi đến đâu ấy là lúc nào mắt cái này nhìn các cửa hàng bên phải, luôn luôn như thế nhá, không bao giờ nhìn được bên trái. Vào cái này cái dừng vào, thậm chí có ngõ thì đi vào ngõ và chỉ đi bên tay phải, xong kịch ngõ thì lại vòng ra lại đi bên tay phải, cứ thế đi hết một cái ô vuông, một ngày khoảng độ 70-100 cửa hàng, đến gặp gỡ, chào hỏi, tư vấn. Thế thì bạn mới hiểu, những ai mà đã quăng quật với đường phố, đấy là những người có kỹ năng mềm rất xuất sắc. Bởi vì mỗi một ngày tiếp xúc với bao nhiêu người như thế. Thưa các bạn, và tôi là một người rất là ham học và chăm chỉ. Nên chỉ sau vài tháng thôi, tôi trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc của cái công ty đấy. Và tôi được đề bạt đến cấp to hơn là giám sát bán hàng. Được tháo cái thùng ra các ông ạ. Và đi dạy anh em sale mới, bám sát cho bọn nó bán hàng có đúng không. Rồi trải qua rất nhiều cái thăng trầm, sau có một năm tôi trở thành giám đốc bán hàng của một cái công ty chuyên phân phối hàng tiêu dùng, đặc biệt là cái ngành về giấy, rồi bông quay tai, rồi bàn chải, rồi da cọ dâu, đấy cái ngành hàng tiêu dùng. Đấy là cái nghề mà tôi vào đời. Sau 2 năm ở cái nghề bán lẻ phân phối, tôi thấy là tôi học được hết rồi. Thì đúng lúc đấy nó có một cái mốt mới. Thị trường lúc đấy nó rất là nóng bỏng. Có một cái hình ảnh những người bán hàng mới. Còm lê, caravat, sổ mặc vest tông, xách cái cặp da bóng lộn, sổ trông. Trông nó oai vệ. Xong các anh chị khoe thu nhập, ai cũng hàng chục triệu. Mà tôi lúc đấy là giám đốc bán hàng, được có 8 triệu, 10 triệu. Cái cỡ năm loanh quanh 2002 các bạn. Thế là tôi nhìn thấy tiền là tôi thèm mắt, tôi sáng lắm. Tôi bảo các bác cho em theo với. Các bạn có biết cái nghề sale hot lúc đấy là gì không? Bảo hiểm nhân thọ. Ngày nay thì nhiều người thấy cái nghề đấy bình thường vì có quá nhiều người làm. Nhưng mà những năm 2000-2001, nghề đấy hot đấy nha. Thưa các ông, hoa hồng bán hàng 30-40% phí thu được năm đầu tiên. Cứ bán được hợp đồng mà thu được 100 triệu, lĩnh luôn 3-4 xị cho nó gọn. Nên thu nhập lúc đấy, dồi ôi, sướng lắm. Thưa các bạn, và những anh chị nào muốn thử thách mình trong lĩnh vực bán hàng, tôi khuyên các bạn một cái mẹo. Cứ nhảy vào làm bảo hiểm một năm. Tôi khẳng định các bạn dãi dầu xương gió, các bạn lớn khôn kinh khủng. Vì bảo hiểm là sản phẩm cực kỳ khó, sản phẩm vô hình, khó bán, mà các bạn còn bán được thì sản phẩm gì các bạn cũng bán được. Đây, khán phòng của anh chị là bán bảo hiểm không?
Bây giờ tỷ lệ đông nhỉ? Các bạn đã bao giờ bán cái gì và thuyết minh cho khách hàng là đây nhé, anh mua cái này nhé, anh chết anh được hưởng cái này. Chị bệnh chị được hưởng cái này. Ung thư chị được chi trả như này. Thế thì ông bảo hiểm là phải nói như thế đấy. Tất nhiên phải nói sao cho nó khéo, cho nó hay. Chứ không phải nói giống như tôi, nói giống như tôi, bố ai người ta mua. Nên là những người bán bảo hiểm khéo cực kỳ luôn. Bán bảo hiểm đã bán được rồi. Mà tôi ở trong cái ngành đấy, lúc đấy là đại quân của Prudential, các bạn biết cái hãng Prudential không ạ? Tôi ở trong cái ngành đấy 2 năm. Và thậm chí là tôi còn được cơ cấu trở thành những cái một trong số những người thuyết trình viên về bảo hiểm nhân thọ, chuyên đi tổ chức các hội thảo bảo hiểm nhân thọ mà thuyết trình trên sân khấu này về vai trò và tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Và đó là cái duyên tôi gắn với cái nghề thuyết trình và nói trước đám đông đầu tiên tôi được huấn luyện. Nhưng mà sau đó thì cái nghề nó cũng không còn được màu hồng như những ngày đầu nữa. Thì lúc ấy nó có một cái làn sóng mới, là một cái làn sóng mà nói về thu nhập thụ động. Thì bảo hiểm nhân thọ không dễ để có được thu nhập thụ động. Nhưng có một cái ngành, nếu bạn tạo ra một cái đội quân hùng mạnh, huấn luyện đào tạo anh em bán hàng hoạt động tốt một cách chủ động, thì thậm chí có những tháng bạn tắt máy đi ngủ mà vẫn có doanh thu và vẫn có thu nhập. Thì lúc đấy tôi bắt đầu tìm hiểu sâu về thu nhập thụ động. Tôi thấy cái ngành này quá hay. Và tôi dấn thân vào cái ngành đấy, là ngành kinh doanh theo mạng. Thưa các bạn, ở trong lớp mình có ai đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh theo mạng không? Và tôi nghĩ cái ngành này rất hay. Thưa các bạn. Và may mắn là tôi lựa chọn một cái công ty tập đoàn hàng tiêu dùng nó rất là danh tiếng và cái dài sản phẩm của nó tương đối đa dạng, tương đối dễ bán. Đó là hàng tiêu dùng. Các bạn có nghe cái tập đoàn Oriflame của Thụy Điển đó. Tôi là ông tổ của cái công ty ấy từ năm 2003 đến năm 2010. Tổ cũ kỹ của các loại cũ kỹ này. Nên bất kỳ ai mà đang làm cho cái ngành đấy, các bạn hỏi có biết cụ Ngọc Anh không? Chắc chắn là bọn nó biết. Gặp tôi là nó chào cụ, vì tôi là hàng tổ trong gia phả của bọn nó. Kinh doanh theo mạng mà, lớp này. Và tôi đã xây dựng được một cái đội nhóm có đến 50.000 người. Và đúng thật có nhiều tháng, không giống như bảo hiểm nhân thọ, tôi không phải bán hàng, nhưng tôi vẫn có thu nhập cả tiền trăm triệu nhờ huấn luyện và đào tạo đội nhóm của mình. Nên nếu nói về sale, tôi là dân sale chuyên nghiệp đấy, xịn sò đấy. Chưa hết đâu, năm 2010 tôi còn tò mò với cái thế giới bán hàng. Tôi còn đi khắp nơi thế giới gặp những người thầy như là Blair Singer, như là Robert Kiyosaki, như là Zig Ziglar, đặc biệt là Brian Tracy. Các bạn có biết những người thầy đó? Họ là những người bán hàng rất giỏi. Và tôi gặp họ để tìm hiểu xem còn cái gì về nghề bán hàng mà tôi chưa biết. Và thậm chí tôi được kèm cặp rất là sâu sát một thời gian dài từ thầy Blair Singer và thầy Brian Tracy. Nên có thể nói về bán hàng, không ai ở Việt Nam lăn lộn nghề bán hàng kinh khủng như tôi. Không ai nghiên cứu về cái trò chơi bán hàng sâu sắc như tôi. Đó là lý do tôi đưa vào cái giao bán của anh Up chỉ một trang thôi. Nhưng mà nó bao hàm 20 năm kinh nghiệm của tôi trong cái trò chơi bán hàng.